đây là hệ V68. Tất cả các cái lá này đều bằng nhôm hết. Và tại sao lại gọi là V68? Khi mà mình vẽ lại như này thì ở đây cái chân này nhìn, mọi người nhìn thấy là nó vẫn là hình chữ V, đúng không ạ? Và ở đây nhìn rõ vào đây, và lỗ này người ta đã coi như là đã đo kích thước của con muỗi rồi, thì sau đấy người ta mới thiết kế ra cái đục ra cái lỗ này là con muỗi sẽ không chui vào được đấy. Và lỗ này là bé hơn kích thước của con muỗi nhé. Và hệ của bên mình đang là hệ 68 thì nó sẽ có nhược điểm gì? Để trước đây là có rất nhiều các cái hệ V như thế này rồi, nhưng mà là hệ 63 này, 60 này, các hệ trước, thì bây giờ các cái hệ trước đấy là có rất là nhiều nhược điểm, thì bây giờ hệ 68 này ra là đã triệt tiêu hết tất cả các cái nhược điểm của các cái hệ đi trước. Và hiện nay ở bên Trung Quốc là cái hệ V68 này đang bán chạy nhất, đang hot nhất trên thị trường, và số lượng đi rất là nhiều, kể cả Hàn Quốc hay là các nước khác, các nước tiên tiến khác cũng đang vẫn nhập từ Trung Quốc về để mà bán. Cái này thì để mà so với cửa lưới thông thường ở Việt Nam bây giờ ấy, thì nó có ưu điểm rất là lớn, tại vì là lưới ở Việt Nam ấy thì không phải làm bằng nhôm mà làm bằng các chất liệu khác, thì sau một thời gian sử dụng ấy, là nó ví dụ mưa nắng này rồi thì nó sẽ bị nó mủn ra, mình sờ thì nó sẽ mủn ra như là mùn cưa luôn. Còn cái này nó là bằng nhôm, kể cả sau này có hỏng đi chăng nữa thì mình vẫn có thể là bán phế liệu được này đấy. Và sẽ chắc là cửa thì chưa hỏng nhưng người ấy hỏng trước rồi, tại vì cái cửa này mình nghĩ nó bằng nhôm rồi thì nó sẽ không bị mủn như là các cái sản phẩm khác. Và phụ kiện của bên mình sẽ là 304. Nhôm thì hệ 68V này đang có giá tốt nhất trên thị trường. Tại vì sao? Tại vì mặt cắt của nó là chỉ có 5 mặt cắt nhôm, 1, 2, 3, 4, 5. Còn cái hệ 45 khoảng tí nữa đây mình sẽ giới thiệu thì nó sẽ có 6 mặt cắt, và phụ kiện của nó đắt hơn, nhiều hơn. Phụ kiện của hệ này là ít hơn, đơn giản hơn, dễ thi công, công thức tính lưới cũng rất là dễ. Đấy, và để mà đầu tư một bộ máy để mà sản xuất của lưới này cũng rất là đơn giản. Khi mà mình sử dụng ấy thì nó rất là trơn tru. Đấy, các bạn thấy không? Đó, nên mình không cần phải là gắng sức đẩy nó như nào, thì có điều là bây giờ thì cái âm thanh nó mọi người nói là nó hơi to một chút, nhưng tại vì tất cả đều bằng nhôm, nó không phải là có cái gì bằng nhựa ở đây cả, cho nên là nó sẽ không chạm được cái âm thanh đấy. Và nhôm mà va vào nhôm thì đương nhiên là nó sẽ phải kêu to rồi, nhưng mà mình sẽ nhìn những cái ưu điểm của nó là kể cả con chuột này, những cái con chó, những cái con vật to ấy, nó có muốn chui vào, nó có muốn cắn đi chăng nữa thì nó cũng không cắn được. Còn các cái lưới bình thường như ở Việt Nam mình đang dùng bây giờ ấy, thì là chuột nó sẽ cắn được này, hay là một thời gian sau nó sẽ sộc sạch này, những cái đường dây này nó không được trơn tru đấy, rất là mịn mịn và sẽ không bám bụi nhá, tại vì nó rất là mịn thì nó sẽ không bám bụi. Ví dụ như các cái lưới ở Việt Nam mình bây giờ đang dùng ấy là nó như cái vải màn á, là sau này bụi á nó bám kín hết các cái lỗ này thì nó sẽ không còn, tiếng Trung gọi là thông phong, có nghĩa là thông gió, không bám bụi, không dễ vệ sinh, đúng rồi, dễ vệ sinh, lau chùi thoải mái luôn. Còn cái kia mình không bao giờ lau chùi được, lau chùi là chỉ có hỏng thôi, nó sọc sạch. Tại vì nhà mẹ mình đang dùng mình biết, ok, nó nhẹ nhàng lắm.